Để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, Hà Giang đã đầu tư 47 công trình cơ sở hạ tầng với tổng nguồn vốn 100 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, cơ bản phục vụ nhu cầu cuộc sống của người dân, giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Đặc biệt, từ năm 2021 này, các đề án chương trình về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người được tích hợp trong chương trình Mục tiêu Quốc gia của Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2021-2030 chương trình này sẽ mở thêm nhiều cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn hà giang vươn lên trong cuộc sống xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc